Nè, tắt đã, tắt đã. Ủa, coi thử. Đúng rồi, cái đèn còn, cái đèn còn. Cái đèn còn là sao? Nè, cục đi còn nè. Cục sáng đèn nè. Ừ. 10 phút. Đèn nó bán mình không thấy gì. Lấy thêm này chậm không lên. Chậm hay là vừa? Ăn cái nạn này thì xem thử, mới mới nặng có mấy cái nữa nè. Ấy là bình thường mấy khi kìa. Mấy khi là em nặng hơi chậm một nhịp so với chị Lo một chút. Là ý là kiểu giả lời sau với qua video là vừa hay là đừng có sau với chị Lo. Ý là chị em, Lo chị thích em làm nhanh hơn một chút nữa, sẽ cuốn hơn. Hơn chút, vì chậm quá là người ta coi người ta cái cục mụn mà người ta hơi buồn ngủ á. Giờ theo kỹ không? Được theo kịp không? Theo chị ai? Ý là theo tay em kịp không? Em nhanh kịp được theo kịp không? Tay chị Lo còn quần hơn em nữa mà. Ý là nhậm quá, chậm quá mà người ta có nhiều người ta sẽ có nhiều mũi. Em nhanh hơn một nhịp rồi được. Đúng không? Một chút nữa thôi mà. Thì đó, em thấy chị Loan lui nhanh mấy chị theo có kịp đâu. Theo không kịp lỡ lòa luôn. Nhiều khi bà lui nhanh quá là bị mờ cái máy nha. Ừ. Bà sẽ không có sạc kêu đi chậm lại. Nhanh hơn một xíu là được. Trong hình sướng thôi đúng không? À đúng. Mày giờ lo cái này nặng chậm sao em? Ừ, qua hỏi Hảo mà Hảo không giống đó là em kêu có show thì nói vậy. Ừ, nó bình thường thôi, chứ còn hỏi chị mà. Ừ. Chụp mặt ra mà không đi nặng để là ít bữa nó thành mụn mũ ấy luôn á. Trời trời. Đổ máu ở đây. Nghiêng qua xíu em. Không mở cửa. Mở chứ. Ngày bên em đi khi mở cửa chị. Từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Đi làm có tài cái 9:30 đó hả? Không. Mấy người điện thoại không có, mở cửa không? Mới vài cái đầu tiên hả? Khi nhiều quá nó chỉ không bỏ. Nhưng mà xem mà về thấy cái mặt nó đỡ là nó sẽ đi chứ.
Nhưng mà phải dắt em đi đều nha chị. Có chị làm một lần xong rồi 2 tháng sau, 2 tháng sau chị tới lại là hắn cũng y mình. Khi mà bán chị không nổi thôi. Thôi nó chết nó chịu không nổi thì dừng rồi chứ. Mấy đứa cửa này tới nhiều lắm. Mấy tủ ra đây chị hề? 13 tủ. 8, 8, 9 nè. Đau à. Nãy sao? Đàm hồi xưa cho mấy hoa, xưa cho mấy hoa rồi. Anh cập một hoa, bắt. Nhưng mà giá nó lại đỡ đau hơn. Tại vì cứ mình vạch cái miệng nó to rồi đó, bớt nó nhẹ lắm. Nhiều khi ấy nó to. Cũng chút kinh nghiệm á. Dạ thì hồi đau hơn nha. Đau. Lần giờ đứa nó cũng đau. Đứa nó cũng mới vô đây rồi. Bít lên nè nè nha. Nhà chứ nhiều cục mà nó dài quá kìa. Nghe thôi. Cục mà. Cục anh bị thăm không hề. Mộng cũng nhiều lắm. Cũng lì vậy chứ. Lì nặng lì. Rung rồi đây.
không đau rồi. Uống ly. Cho má một số nó đen không. Bộ đồ mua ở November lắm ha. Mua ở hiệu chi đó. Hiệu chi ở November đó. Má. Bộ đồ bữa thấy con lắm mà con chụp á. Mà con mẫu chụp mặt chẳng đẹp. Mấy bộ đồ đẹp mà hai con mẫu chụp con xinh. Con lo mặt đẹp hơn không? Một đứa thì cao mà ốm quá. Được rồi đó.